Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Ilak Nie, 26 tuổi và Imilo Nie, 23 tuổi, cùng trú tại xã Ekanek, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2019, Ilak cùng một số người bạn đi đến quán bida Đào Quyên ở cùng xã để đánh bida. Tại đây, Ilak gặp Ivit Nie, 22 tuổi, trú cùng xã, cũng đang đánh bida. Trong lúc đánh bida thì giữa Ilak và Ivit xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau. Vì bực tức nên Ilak đã điều khiển xe máy chạy về nhà để lấy dao. Trên đường về, Ilak gặp Imilo và đã kể lại toàn bộ sự việc, rồi rủ Imilo cùng tham gia đánh nhau với Ivit. Sau đó, cả hai điều khiển xe máy về nhà, lấy hai con dao rồi quay lại quán bida. Tại đây, Ilak cầm một con dao đi đến chỗ Ivit và nói: "Sao rủ tao đánh nhau mày?" Nói xong, Ilak vung dao chém một nhát vào đầu Ivit. Lúc này nhiều người xung quanh chạy vào can ngăn và kịp thời đưa Ivit đến bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tại bản kết luận giám định pháp y, Ivit bị thương tích 25%. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ilak Nie 13 năm tù giam, Imilo Nie 7 năm tù giam cùng về tội giết người.